Xin chào anh chị đã trở lại với kênh của em á. Hôm nay em sẽ quay cho anh chị về tưới phân cho bông vạn thọ nha. Thì ở đây thì bên em là tưới là thằng DAP nha anh chị ha, cũng như là cộng thằng kích rễ nè, thằng Super Root nha anh chị. Ở đây là 100C á, là sẽ pha với thùng dồi là 10 lít nước để tưới cho bông vạn thọ của mình. Đây, anh Thanh ảnh đang pha cho mọi người xem nè. Cứ một hũ như vậy là khoảng là 100C nha anh chị ha, cũng đã lường sẵn rồi. Đây mọi người, cái này mình tưới thì sáng mai thì mình sẽ tưới lại nha. Đây, tưới phân cho dạng thọ nè. Này là dạng thọ B52 nha anh chị, B52 liều lượng thì pha thì nó rất là lỏng rồi. Với lại ở đây thì nó có hàng kích rễ á, hàng rút á, cái này là Super Rút. Đây, quay cho anh chị xem trực tiếp luôn. Cái này là đang trồng là cái hàng dạng thổ Mỹ nha anh chị ha. Cái này là C9A trồng một cây. Này quay tưới phân cho anh chị xem ha. Đây trực tiếp luôn. Vụ này là tại Thạnh Lạc nha anh chị ha. Bên em là có sỉ cái bông dạng thọ đó, anh chị nào cần mua thì đến tại là Bình Lạc ha, Thành Công rồi công ty Tiền Giang, gặp ngay cái chị Linh này nè. Cái chị này nè. Đó, chị này là chị bên kế toán á, bông Tết Thu Ngân luôn đó, kế toán Thu Ngân là chị luôn đó. Hả? Đây đây nay nó đã ra rễ nha anh chị ha. Luồn rễ đi nè. Ghê à. Đây quay cho mọi người xem trực tiếp ha. Nè, tưới phân nè. Cái này là thằng B2 với thằng B3 hay sao? B2 với B3, còn này là B52. Điện thoại cao 1 m. Sáng nay mình xả lại ha anh ca. Sáng xả lại nha mọi người ha. Thường thường là tưới phân là lên tưới vào buổi chiều nha anh chị. Giờ này thì bên em tưới khoảng giờ này cũng 3 giờ rưỡi nha anh chị ha. 3 giờ rưỡi chiều của mình. Đó, sau khi tưới phân thì nó sẽ như thế này nha anh chị. Hôm nay thì nhìn nó cũng ok nha anh chị ha. Nó cũng được nè. Hôm nay thì nó đã đạt được 1 cặp lá, 2 cặp lá, 4 cặp lá rồi nha anh chị ha. Tưới phân thì nay mai thì nó sẽ bắt phân. Đây coi bữa làm dấu này là cái gì. Cái này là hàng B2 nha anh chị. B2 là hàng này nè. B2 thân nó cây nó cao. Bông to nữa, đường kính bông to lắm, khoảng 10 cm trở lên á. Đó, mọi người xem nè. Tương vậy thì sáng thì mình mới xả lại được. Cái DAP này cái liều lượng nó lỏng lắm. 1 kg phân DAP là tưới được khoảng đâu là 1.000 giỏ nha anh chị. Này cộng hồi nãy mình có cộng đạm cá vô anh ca. Không. Không ha. Chỉ cộng thằng rút thôi. Dế ha, thằng alpha đó, phải không? Đây, mọi người xem vừa ha, này là cúc vàng hè nè. Anh chị thích cúc vàng hè mà cần nguồn để mà ra đó, để bán Tết đó, anh chị có thể đến vườn bên em ha. Còn này là cúc Hà Lan. Đây, cúc Hà Lan nha anh chị. Rồi, em xin được tạm dừng video tứ phân ngày hôm nay nha.